Hello, em Ngọc Hữu, chào toàn thể mọi người. Và ngày hôm nay thì em đang có một cái xe hay lắm thưa anh chị. Mới chạy được có 74.000 thôi. Em vừa mới vào một cái màn hình OLED ở bên trên này, có tích hợp camera lùi. Phiên bản này thì nó là một chiếc xe minivan tầm trung 7 chỗ ngồi nha anh chị nha. Được cái cốp là cốp siêu rộng. Mà cái mức giá bán của chiếc xe này khi em bấm giá thì gửi đến chị với mức giá nó cực kỳ ưu đãi luôn, còn lâu mới tới 200 triệu nha anh chị nha. Chiếc xe này thì sử dụng đó là động cơ của Mitsubishi 2.0 lít với cái mức gia tốc mô men xoắn cỡ lớn nha anh chị nha. Thì cái chiếc xe này có thể nói là cái độ lướt của chiếc xe khi lên cây số đó là tầm khoảng 100 đến 120 cây số trên giờ thì nó cực kỳ ngọt ngào nha. Thì cái phần này thì em nghĩ là xíu nữa em sẽ test cho anh chị sau. Bây giờ thì em sẽ tắp chiếc xe này vào cái chỗ góc máy quen thuộc tại Ruby City, thành phố Bảo Lộc, và em sẽ quay cho anh chị chiếc xe này. Thì mình vào ở trong này đi ha. Rồi, mình vào trong đường tròn này đi. Rồi, đây là một chiếc xe minivan đến từ thương hiệu đó là Gridwatch. Đây là một chiếc xe liên doanh nha anh chị nha. Đồ thì sử dụng đồ Nhật. Đó, chúng ta sẽ có đó là kính chỉnh điện auto nè. Đó, gương là gương auto cho hai bên nha. Đó, em vừa mới lên màn hình xong luôn. Tappy đang còn rất là đẹp nha. Kính bấm nè. Đó, xe này thì chúng ta sẽ có hai dàn lọc luôn. Có túi khí trên vô lăng nè, SRS 2 bằng. Có túi khí bên phụ lái nè. Đó, bảng này chúng ta có hai túi nha. Đó, có cả ABS luôn nha anh chị nha. Xe này thì mới sử dụng đó là 74.000. Đó, có thêm cả EBD luôn. Đó, thì em đã lên được một màn hình OLED rồi. Có cả cam hành trình luôn. Đó, có cái kính chống chói này thì hiện tại em đang dán lại cái cục trên kính này nha. Xe này cũng đã được trang bị phim cách nhiệt rồi. Kính chỉnh điện, tăng giảm độ sáng của đồng hồ tắp lô. Đó, chúng ta sẽ có nâng hạ tầm đèn. Option nhiều lắm. Hộp số sàn xe này 5 cấp nha. Đó, hệ thống loa thì sử dụng toàn bộ hệ thống loa của Toyota nha. Lock, mở lock nè. Đó, đầy đủ. Và form dáng của chiếc xe này đây thưa anh chị, nó như một chiếc Hyundai Starlet hay là chiếc Alpha của Toyota nha. Form cực rộng luôn, cốp xe này rộng lắm, thích hợp với những anh chị nào cần một chiếc xe với cái mức giá dưới 200 triệu đồng và sử dụng trong vòng tầm khoảng 4 năm 5 năm, thì em nghĩ đây là một chiếc xe cực kỳ tốt nha. Xe được trang bị đó là toàn bộ hệ thống vỏ đang sử dụng, đó là vỏ Michelin nha anh chị nha. Đó, chúng ta sẽ có thêm đó là đèn bi projector đồng hoàng nha, có led định vị ban ngày. Em mới đổi cái bóng led này, trước là màu trắng, em đổi đang qua màu xanh nha. Trợ sáng bằng halogen, đèn cạn mà đang mang biển đó là 60A19220, biển rất là đẹp. Chiếc xe này thì hiện tại bây giờ đang hết ủy quyền rồi, nếu anh chị nào lấy thì cầm chứng minh hộ khẩu qua em và trực tiếp công chứng mua bán nha. Đó, cửa lùa đây thân chị. Cái gối này là gối của cái hàng ghế sau nhá. Đó, này em sẽ bỏ ra ngoài này cho rộng này. Đó, chúng ta sẽ được trang bị hai cửa lùa. Đó, và hệ thống dàn lọc nằm ở bên trên này. Trần đã được đóng trần trần 5D rồi. Ở Đồng Nai thì có thể nói là khá là nóng nha, cho nên đã được đóng trần 5D rồi. Khóa nè, đẹp và tình trạng trụ tốt nha. Xe thì nước xe rất là căng. Đó, cửa đèn lái đằng sau nè. Đó, xe này là của hãng Gridwatch. Đằng sau này chúng ta sẽ có camera lùi và có thêm đó là tổng cộng 3 con cảm biến lùi nữa, với khoang cốp cực rộng và hai hàng ghế gập cơ động bất kỳ lúc nào luôn nha. Chiếc xe này thì hôm vừa rồi em có sàng chở một lần được hai cái xe máy. Đó, và cốp nè, đây có một hộp cốp nữa nè, rất là rộng nha. Tappy. Đó, đây tappy sau trần căng nha. Xe đã được em lên đó là cam hành trình ở trên phần trước xe, cũng như là em vừa mới lên một cái màn hình OLED. Đó, mâm xe này mâm rinh nha, mâm sơn rinh. Cốt kiết là xe này không có bị mục mọt bất kỳ, và máy nổ tròn tua, không có bị đổ hơi máy.
bể bước lên xuống nè. Và phần sàn, chiếc xe này đang còn sàn nỉ rinh nha, rất là sáng màu nha anh chị nha. Chiếc xe này thì đúng là chất xe chạy 74.000 thiệt. Đó, đang dàn vỏ thứ hai. Nhưng nó là một cái xe liên doanh 7 chỗ. Trên này có hộp cốp nè. Xe này thì nó sản xuất vào năm 2009 nha. Đó. Rồi hiện tại thì em đang đây, 2009 đó. Đó, động cơ xe này là 2.0 nha, 1997 nè. Chiếc xe này sử dụng đó động cơ của Mitsubishi của Nhật. Đó, và dùng máy thì giống máy của chiếc Mitsubishi Grandis. Nhưng mà cái động cơ của chiếc xe này chỉ có 2.0 lít thôi. Chúng ta sẽ có LED xi nhan trên gương chiếu hậu. Và phần gương chiếu hậu thì chúng ta cũng có gập điện luôn. Cao su trần này đang rất là đẹp. Cái phần mở cốp xăng hơi vui, lại like một tí giống Innova. Đó. Chất lượng âm thanh thì xe này rất là tốt nha. Bây giờ em sẽ dỡ phần máy lên cho anh chị coi. Phần máy xe này sạch lắm. Và phần dàn nó không có bị cấn đụng bất kỳ ở phần đầu luôn. Dàn rinh nè, tem rinh nè, đèn chưa phục hồi nè. Đó. Thanh dàn rinh 100% nha, tem dàn còn nè. Đó. Và hơn hết là cái cục máy này, đây nha anh chị nha, thì sử dụng đó là cục máy của Mitsubishi Grandis. Khi mà anh chị em để cái nắp máy như thế này, anh chị nhìn thì bảo đảm mình sẽ không biết được. Và thậm chí như em thôi, khi mà em mở cái nắp máy này ra thì em mới biết được đây là cục máy Mivec của Mitsubishi nha. Đây, đây là cục máy Mivec 4 xi lanh thẳng hàng. Đó. Và tình trạng máy không có bị xì nhớt bất kỳ nha. Đó, từ ga nè, máy rất là chắc luôn. Đó. Chiếc xe này thì đủ điều kiện cho anh chị nào mua một cái xe dưới 200 triệu dùng trong vòng 5 năm nha. Và cái con ABS sử dụng đó là cái con MC2V08 nha anh chị nha. Đây, ABS của chiếc xe đây. Và tình trạng cảm biến oxy chiếc xe này không một lỗi. Cabo xe này chưa mở nha. Đây, vị trí ốc cabo này. Đó, và chỉ chiếc xe này không mất bất kỳ phần nào luôn. Và tấm cách nhiệt nó còn rất là đẹp. Đó. Một chiếc xe có thể nói là giá rẻ. Chiếc xe này thì em đang gửi đến chị với mức giá bán đó là 178 triệu cho chiếc 60A 19220 này nhá. Đó. Và đợt tới này có thể là em sẽ chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để em làm ở bên dưới đó. Chứ làm dưới đó thì nói chung là nó sẽ có nhiều cái bước tiến của em hơn, cũng như là đang có một chút xíu dự án ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Và nếu như chiếc xe này không bán thì có thể nói là em sẽ làm chân em đi trong thời gian này đó, gạt mưa không sương. Dàn lạnh thì xe này có 2 dàn lạnh nha. Và kính hiện tại đang kính trinh hết, chưa bởi tấm nào hết. Và đây thưa anh chị nè, xe nổ tình trạng máy cực kỳ êm nha. Bây giờ em sẽ vợt thử cho anh chị tầm khoảng đâu đó 5-7 cây số nha. Thì hiện tại là cái gương này nè, trên này nó sẽ có cái con cảm biến, nó báo ở trên kính này. Mà hiện tại thì nó rớt mất cục này, em vừa mới dán vào nè. Dàn lạnh xe này thì lạnh sâu nha. Mà nó hay, nó tài tình ở cái chỗ như thế này nè. Cái dàn lạnh của chiếc xe Ridgewatt này á, thì nó là cái tên xe của chiếc xe này, nó là Cowrie. Mà cái dàn lạnh của nó thì nó vận hành y chang cái xe Kia Rio hay là cái Hyundai Accent đó thân chị. Lăn bánh thì nó mới lạnh sâu, còn đậu y một chỗ thì nó chỉ mát thôi, chứ nó lại không có lạnh sâu bằng khi mình vận hành. Nó hay vậy. Đây, hiện tại thì em đang sử dụng đó là một tay nha. Tốc độ từ số 3 để bay lên 30 cây số trên giờ, tua máy 2000 vòng. Bây giờ em sẽ để thẳng và em lên 5 luôn. Số 5 xe này nó cũng khỏe lắm nha. Tua máy mới có 1100 thôi. 1100 tốc độ 50. Qua khớp cực kỳ êm luôn, vô lăng thẳng nha. Vô lăng cực kỳ thẳng luôn. Chiếc xe này thì nếu như mà so sánh
tầm tiền đó thì mình có thể mình mua được Jay hoặc là Julie nha. Nhưng mà em bảo đảm với anh chị luôn, nếu so sánh với Jay và Julie thì hai cái dòng này có thể nói là chiếc xe này sẽ bỏ túi ngay vào luôn. Đó à, kính rin này cực kỳ trong luôn nha anh chị nha. Đó. Và cái gia tốc của chiếc xe này thì em đã test cho anh chị đó là 1400 cây rồi. Lúc em lấy chiếc xe này mới chạy có 72.800 thôi, mà hiện tại nó rơi vào 74.400 rồi. Đó. Và cái màn hình này thì em lên rồi, và hiện tại là cái phim ở trên màn hình em chưa lột nhá. Đó. Và cái màn hình này vẫn đang còn bảo hành luôn. Đó. Với mức giá đó là 178 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho chiếc xe này, nhớt em cũng thay rồi và lượt nhớt em cũng thay rồi nha anh chị nha. Và nếu như anh chị nào thích chiếc xe này thì có thể alo cho em vào số điện thoại đó là 0976124949. Anh chị có thể coi xe trực tiếp tại thành phố Bảo Lộc hoặc chốt trực tiếp nha anh chị nha. Và mọi thông tin chi tiết chiếc xe này thì anh chị có thể liên hệ cho em, trao đổi với em qua Zalo đó là 0976124949 hoặc là alo trực tiếp nha anh chị nha. Và hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo của em. Bye bye.